Thưa quý vị, vào đúng 20 giờ tối nay, đêm nhạc Kenny G Live in Việt Nam đã được diễn ra, mở đầu cho dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Việt Nam do Báo Nhân dân khởi xướng. Xuất hiện lịch lãm trong bộ vest màu xanh cùng cây kèn saxophone quen thuộc, nghệ sĩ Kenny G đã chinh phục hàng nghìn khán giả tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Mở đầu cho không gian biểu diễn lắng đọng và giàu cảm xúc trong đêm nhạc Kenny G Live in Việt Nam là tiếng kèn lãng mạn cuốn hút của nghệ sĩ Kenny G trong nhạc phẩm Home. Âm thanh vang lên trong trẻo đã đánh thức mọi giác quan, đưa người nghe trở về với những hoài niệm đẹp đẽ. Sau phần biểu diễn 3 tác phẩm liên tiếp, khoe được tuyệt kỹ lấy hơi luân chuyển, nghệ sĩ Kenny G gây ấn tượng bằng màn chào khán giả Việt Nam bằng tiếng Việt khá dài. Chúng tôi đến Việt Nam. Chúng tôi rất vui. Ngay sau đó, Kenny G đã tiếp tục đưa hàng nghìn khán giả trong không gian của khán phòng hòa nhạc của Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với những giai điệu âm nhạc làm nên tên tuổi của ông. Ban nhạc 5 người đã hòa quyện cùng tiếng kèn tạo nên bữa tiệc âm nhạc hoành tráng nhưng vô cùng cảm xúc.